này khô chả có đâu. Bác tính ở dưới bờ suối kìa. Cái bên sang bên bờ suối nhà Bạch cái khả năng nhiều. Cái đấy hôm nọ bà Hiếu kích đấy. Thế á? Thì nó lời hết bố rồi. Hôm nọ cháu còn mời chứ, cứ đi kích tự nhiên. Nên. Cứ tự nhiên chứ. Nó ừ. Lấy được 40-50 cân ở nhà mình thì mình mới lấy máy. Hôm nọ bố ơi bảo nó hay đào cái vườn rau hỏng hết rồi bảo là còn mời bà về kích cho mà. Bố nào? Bố vợ mày đấy. Hôm nọ kể bảo là có mấy cây rau cứ sáng hôm sau thì nó cậy hết lên. Xong là nó khô hết này. Chết hết rau về sau bảo bà Hiếu đến kích hộ đấy. Cái này mình kích được lâu chưa? Cái này được chỗ đấy được khoảng bao nhiêu cân rồi? 3 cân. 3 cân à? Mình kích này mình bán vào được bao nhiêu tiền một cân hả em? 20.000 à? 20.000 à? Một ngày thế đấy, kích được thường khoảng được mấy cân? Khoảng hơn yến. Hơn yến à? Thế kích run này là nó bán đi để làm gì em nhỉ? Chả biết Trung Quốc nó lên đi làm gì em chả. Em là ở thôn nào? Thôn Ngoài Khang. Cái ngoài khang của xã Minh Dân luôn á. Của anh mà. Đây đứa cháu. Cái chỗ này khô. Cái này